Trưởng Quan Thầy xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày chủ nhật và mình dọn kho của mình và mình vô tình tìm thấy một số đồ chơi từ khi mình còn lúc 3 tuổi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Đầu tiên chính là Bugatti. Nó rất là đẹp đúng không? Được trang trí rất là đẹp và đó, kiểu này rất là hiện đại. Cái mẫu này ngoài đời thật mình nghĩ nó đạt gần 400 km, đạt với vận tốc gần 400 km trên giờ. Cái mẫu xe rất là đạt đấy. Tiếp theo là chính là mẫu xe Lamborghini Aventador. Thì nó có thể biến hình được, các bạn nhìn như thế nó giống như một cái xe thật nhưng không phải là xe thật. Hello, bây giờ mình sẽ biến hình cho các bạn xem. Ôi, biến hình khó vậy. Đây là cái mặt trước cho các bạn hiểu cách. Và biến hình rất là đơn giản. Mình nghĩ là cái này chỉ dành cho những cái dành cho dưới nhưng đừng cho em bé chơi cái này vì em bé có thể phá hỏng đồ chơi đấy. Là hãy chọn cho em bé những cái đồ chơi tích hợp thôi chứ không được đồ chơi và robot ra được. Tiếp theo chính là mẫu Mazdare. Cái mẫu này chắc các bạn nghe tên thì có vẻ là hơi xa lạ. Vì cái mẫu này nó cũng chưa được nổi tiếng trên chưa ngoài đời chứ. Nó có thể đạt vận tốc đến 325 km trên 1 giờ. Quả chạy rất nhanh. Được chưa? Đây, xe của mình cũng chạy trôn như y như cái xe anh nhìn của nó xong. Xe này có đây, động cơ. Người ta mô phỏng động cơ ở bên trong này. Đây, rất là đẹp. Và tiếp theo em Thịnh sẽ giới thiệu tiếp. Cảm ơn. Và đây là xe Superbot. Bugatti Superbot. Đây là Bugatti Superbot. Các bạn có thể nhìn thấy là nó giống như cái xe to này. Thật ra đây là phiên bản to. Đây là phiên bản to và đây là phiên bản nhỏ. Và nó không có giống như cái này để cho xăng vào hai cái lỗ này nhỏ quá. Không giống như ngoài đời thật. Thật ra không có xe bé nào ở trên ngoài đời thật đâu. Tiếp theo là mẫu Nissan thể thao. Cái mẫu này thì mình đặc biệt thích nữa vì nó cái xe lấy đà. Cái xe này thì nó được có độ tuổi khoảng được 2 năm tuổi rồi, khá là già nhưng mình vẫn còn giữ được. Mình sẽ mô phỏng cho các bạn xem nhé. Động cơ bên trong hai cái chuyện này nữa. Đây còn một cái cúp. Cái này mình nghĩ là để ít đồ thôi, chắc để được mấy cái vật lưu gương nhỏ xíu chứ không phải để công trình sao tôi không đủ được. Đây là mẫu xe gì đây nhỉ? Land Rover và các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là nhiều chỗ. Các bạn đừng mở phía này nha, khi các bạn đều làm hỏng kính nhưng nó không mở được đâu vì nó ra thì dùng băng người ta đã mô phỏng kiểu là nó chính là cho băng keo nó dính lại rất là chặt rồi, cho nên chỉ mở được hai cửa này thôi. Đây thì có số loại xe thì mới sống giống như vậy thôi là xe đủ đấy. Và phần động cơ ở trong đây này, cái này giống như xe và cái xe này mình rất là thích. Hai xe này mình thích. Cái nhất là mình thích nhất là mình thích nhất là cái xe này thì mình hơi biến thành robot. Khi mình thấy hơi ổn nhưng khi mình thả ra thì ra nó không chạm vào mặt đất thì hơi ổn. Ferrari thể thao. Cái chiếc Ferrari này ngoài đời có thể đạt vận tốc hơn 350 km trên giờ. Trời ơi, trâu muốn bắt ốc nữa. Khó bắt hổ. Đừng nói linh tinh nữa.
và cái chiếc xe này thì nó có một vài điểm rất là bất ngờ, và mình gợi ý với các bạn cái chiếc xe này mình đặc biệt thích. Đố các bạn nó bao nhiêu tuổi? Đó chính là nó là 8 tuổi. Đó là cái chiếc xe dài nhất. Và mẫu tiếp theo là mẫu là xe đua. Các bạn có thể nhìn thấy là cái này chẳng có cửa. Thật ra cái cửa trên đây thì leo lên rồi mở cửa ra rồi vào là đóng lại. Rồi cũng có thanh này giống như nhưng các bạn không thể mở ra được đâu, thì người ta thiết kế một cái bề mặt ta dính lại không mở. Theo là thì là cái kiểu là mẫu xe phóng lửa, vì vẫn cái này có thể là một cái chiếc xe mô phỏng thôi, thì người ta có thể là một hãng đồ chơi, người ta chỉ tưởng tượng ra thôi, cho nên mình vẫn chưa biết thông tin của nó cho lắm. Và tiếp theo sẽ là mình sẽ tiếp theo đấy chính là phần giới thiệu đồ chơi của em Thịnh nhé. Đến mình đây là xe đồ chơi cứu hỏa nhất của mình, và mẹ đã mua cho mình từ rất là xa, các bạn không thể biết nó đến từ đâu đâu, vì nó chạy rất là chua chua. Xa biểu diễn sau mình bù xe cứu hỏa Việt Nam. Tiếp theo là cái chiếc xe cảnh sát nó rất là đẹp. Cái chiếc xe này cũng khá là dài. Nghe cũng nghe tiếng mình rất là thích. Đó chính là cái xe này là mẫu xe được ưu tiên trong nhóm được ưu tiên, là hai xe này đều là mẫu xe được ưu tiên cảnh sát cứu hỏa và xe cứu thương nữa. Chắc mấy xe này mấy cái này đặc biệt. Ok. Không để nghe để nghe bổ nghe hai người cùng nhau. Ok, đây là mẫu xe cứu hỏa, và các bạn có thể nhìn thấy là một cái đục lỗ ở đây, biết lại làm gì không? Nó kết nối từ các vật thể để leo lên hoặc là phun nước. Nó bị mất trên đây, mình không biết phân loại đâu mới là đúng, đâu mới là sạch, nó không thấy luôn. Các bạn nhìn chẳng không biết coi con này giống như cái con cứu hỏa kia không? Nó không bay được trước kìa. Từ từ một tí xem chế độ bay kiểu con này nè. Hai cái cánh giống như cứ thử nó sẽ bay lên trời và xuống đây. Mà đây là mẫu xe cảnh sát, và mình biết tên của website này, nó chính là Veneno. Và nó còn chữ Polis ở đây. Đây Trung Quốc, đây là tiếng Trung Quốc, không phải tiếng Việt đâu nha. Tiếng Anh đâu nha. Và nó rất là đẹp. Không hiểu tại sao lại có mấy cái tạp chất này làm gì nhỉ? Và mình sẽ thử chạy cho các bạn xem. Cái chiếc mẫu xe Ferrari, và đây là chiếc xe Ferrari cảnh sát, nó cũng là một cái mẫu xe được ưu tiên. Tiếp theo là xe bán tải của mình, và nó rất là bé, ngoại trừ nó bằng con này bé vãi. Tiếp theo cũng là một cái mẫu xe cảnh sát nữa, em mua cặp. Ấy, mình quên mất tên này. Tiếp theo là mình đi. Và đó bạn đi là. Ok, cái này đẹp quá. Xong. Đấy là đây là mẫu xe yêu thích nhất của mình. Và nó là xe nhỏ nhất. Bằng mấy con này, nhưng mỗi tuổi là cái đầu hơi cao. Ăn mấy con này cũng giống như y chang như thế thôi. Sao cũng mở là chẳng vậy. À luôn. Và mình sẽ test thử khi nó chạy lên ra cái này xem sao. Wow. Xoay đều. Và
đây là mẫu xe bán tải của mình, là nó rất là to, to hơn cả cái xe này. Mặc dù cái này nó màu trắng và nhìn này, cái này cái xe này còn cao hơn cả cái xe Lamborghini đi xin nước biển của mình. Tiếp theo là mẫu xe bánh tải địa hình, và cái này mình cũng đã tìm được một người xứng tầm với cái xe này. Đây các bạn nhìn có vẻ cái xe này nó to hơn nhưng thực ra nó sắp bằng, nó có màu xanh nước biển đậm. Hai anh em đi ạ. Hai anh em chở nhau. À và còn chi tiết nữa. Cái này các bạn nhìn ban đầu thì không lấy ra được ấy. Thì thực ra nếu như các bạn như này, óp một cái, bạn như này các bạn óp một cái hơi mạnh một chút là được. Và tiếp theo là phần động cơ tiếp. Ui, nhìn nó mấy mốc thật sự luôn. À, tiếp theo là để nghe ô cửa nữa này. Thêm ô cửa và một khoảng trống. Cái này mình có nghĩ à. Tiếp theo là đến cái mẫu xe mà mình rất là thích hồi bé. Cái mẫu xe này ít nhất không phải được 3 năm tuổi. Và nó cũng có thiết kế rất là đẹp gọn, nhưng mình đọc cũng thích nó. Nếu các bạn gặp cái này thì nó không đi được, nhưng khi các bạn cái này nè. Thế là xong. Mình sẽ mượn. Nó rất là quay trò. Muốn thôi thì cái bánh xe này không hiểu tại sao nó lại không đi được. Và mình phải mạnh tay lên mới được. Thật ra nó là xe đu các bạn. Không phải tại cái này, tự nhiên cái này giống như cánh đua ấy. Wow. Tắt xuống thì cánh đua hơi nhẹ. Cao lên là cái đua siêu mạnh. Mày sẽ không chạy được. Đây là quạt. Anh ơi, anh gì đây, anh gì đây? Hay nhờ. Tiếp theo là xe Monster Truck. Siêu đỉnh. Đây là. Và đây là mình muốn xe này mình rất là thích. Thì nó có lò xo. Lò xo đây. Nó hơi đi vướng với cái bánh xe một tí thì không sao. Nó không hiểu sao mà cái này là cao và sao cái này hai cái này là thấp. À, hiểu rồi, hiểu nguyên chất của nó rồi. Nào mình thử chạy nhá. Vâng, nó chạy thừa thừa và chạy rất là êm. Xe là mẫu xe tải con. Ra sánh với cái trước. Thật là nhỏ. Và cái này mình cũng khá là thích vì nó đồng hành với mình lúc 3 năm tuổi, nghĩa là nó đã 6 năm. Rồi, đây các bạn ơi. Ôi, chạy quay nhìn nhá. Để ý cái vòng xoắn này nhá. Đấy, các bạn thấy không? Khi đi nó xoắn, kiểu nó xoắn lại kiểu ảo ảo làm sao. Khi đi nhanh thì thử xem nhá. Nghe thì kỹ nhá. Cực kỳ ảo luôn ấy, kiểu là một cái thiên hà. Đấy, nó quay xe của mình. Mình hoạt động như không phải các bạn đều có mà run nó nhé thì nó có chạy được. Cái bánh xe này chạy được. Là mình bật về ai cái này và on thì nó sẽ tự động bật lên. Và các bạn sẽ chạy. Nó chạy rất là êm ái. Một tí kêu nghe giống như kiểu nó sẽ cứu thương rồi đấy. Ừ, tại trong này nó không chịu nổi đâu. Bố bộ làm gì chị? Đã hoàn thành những mẫu xe chuyên dụng. Chạy. Tiếp theo là những mẫu xe tải to. Quay to và ai? Đưa đây để em chọn. Cái mẫu xe tròi. Ngày xưa thì nó có thêm một cái cần cẩu, cái xe cần cẩu ấy. Và có thêm con người mình chuyên ra để ở đây. Giống như kiểu là đang điều hành mình quan để ở đây để đi không hiểu. Nhưng bây giờ mình bị mất. Nên mình đại sự. Thôi đi.
đấy, siêu nhiều. Vừa ra xong nhã luôn. Rồi và mình sẽ chọn xem nó nhìn. Wow. Đến khi xem mình và đây là xe cứu hỏa. Và các bạn có thể nhìn thấy cái này chẳng có cái gì, chẳng có cái cầu thang nào. Thật ra mình là mình còn nhỏ trên đây, mình nằm hỏng mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ thử chạy cho các bạn xem nào. Nó cú gắt siêu đỉnh. Nhìn bây giờ mình sẽ dùng tay để tôn trọng. Nó hơi đi vừa thì nó sẽ bị tạo ra cú đảo. Cú đảo như thế này hơi thì hơi rồi bị lật ngược luôn. Hay chưa? Mẫu xe cảnh sát đỉnh của cha. Mà nó rất là hỏng. Nó rất là đẹp luôn. Và tiếp theo là super bắp của mình. Và nó đi vỡ ở đây không hiểu. Bố bị cái sao ấy nhỉ? À, mình có thể làm tại kiểu như thế này này. Chúng không như thế này cũng được. Nói là sẽ đủ. Chúng không cũng được. Hay chưa? Chiếc xe to nhất cho tất cả các mẫu xe thì là cái mẫu xe cần cầu. Xem nó đẹp không? Đấy đấy, ngày xưa thì mình có mấy cái con người ngồi ở đây này, ngồi ở đây. Và bây giờ mình đã làm xong, mình xong tất cả các mẫu đồ chơi hồi còn bé của mình. Mình khuyên cho các bạn một lời khuyên, đó chính là đừng nên đừng hay khi các bạn có đồ chơi hãy giữ gìn và đừng ngờ và hãy giữ gì vì đấy nó sẽ là một kỷ niệm cho các bạn đấy. Cho nên các bạn nhớ phải giữ gì thật là tốt. Thì là đồ chơi mình vừa review xong, có cả mình tặng cho cả những em bé của con cô dì chú bác. Mình rất là thích với cái đồ chơi này. Mình chơi lên mình khuyên các bạn lên khi buổi chiều mình đã mua cho các bạn nên giữ gìn thì nó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ sau này. Nên lên video này đã đến cái phần hồi kết rồi. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, đừng quên share và subscribe nếu các bạn là người mới, và bấm cái chuông bên phải màn hình để nhận được thông báo mới nhất từ bọn mình nha. Bye bye các bạn. Tiếp tục cái giảng dạy.